Diễm My, cô giáo dạy kèm. Trận đấu bắt đầu. Chết mày chưa? Đâu mày chưa? Dù mày chưa? Ủa hello em. Ủa chào chị. Lâu quá không gặp em. Dạ. Ê, mới học xong hả? Quýnh gặp cuối với tôi không? Đi 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 đi, vô vô vô. Lâu quá tôi cũng không chơi nữa. Sao mấy rồi, cuối hả? Em chơi gì vậy? Cho cô chơi thử với. Chị chơi cái trò này giỏi quá nè. Hình như cái game này sinh ra là dành cho chị chơi hay sao á. Phải công nhận á, chị chơi giỏi thiệt chứ. Ê, Quy. Chị My đang làm cái gì vậy? À, đang chơi game á. Hồi nãy xin có con dán à, giờ dính chơi luôn rồi. Lỗi Quy nha, tại cái trò này chơi vui quá nè, không ghiền sao được. Thôi chị, xuống chơi đi. Thôi, tôi đâu biết chơi mấy cái này đâu. Thôi chơi. Thôi, sao mà chơi mấy cái này được. Chơi đi, chơi game xả stress tốt lắm á. Nam Ý, cái trò chơi này dễ lắm. Vô đây chơi nè. Ngon, nhào vô. Ngon nhào vô. Được rồi, để em chơi thử. Đánh cho bụng đi chị. Nhắm thẳng cho chị ơi. Coi chừng đó chị. Cố lên chị ơi, coi chừng đó chị. Cố lên chị ơi. Yes. Học trò gì mà kỳ cục quá vậy, thấy cô giáo hả thua còn yeah. Em không ngờ chị có năng khiếu mà chị quýnh không trúng cái nào luôn á. Nè, công nhận là cô chơi giỏi thiệt, nhưng mà chị ấy chơi giỏi hơn thua là đúng rồi. Ủa mà Tâm Ý, có thiệt là lần đầu tiên em chơi trò này không vậy? Sao em chơi giỏi vậy? Em nói thiệt mà. Ôi, chơi lại với chị dán nữa đi nha. Dạ thôi, bây giờ em phải đi phơi đồ rồi. Thôi, chơi lại với chị một dán nữa đi, cho chị gỡ đi. À, không được đâu chị, đồ giặt xong là phải phơi, không thôi là có mùi á. Gì vậy? Lần sau rảnh là chơi với chị dán nữa đó nha. Cô bóp cái bóp bộ. À, dạ, em xuống liền. À. Dạ, đúng rồi anh, dạ đúng địa chỉ đó rồi. Tao biết. Lại lại. Vô ông chờ một cái, mau lên. Dạ. Bỏ đại đó, đi xuống. Vô lại lên. Dạ alo, em tới rồi nè. Chào chị. Dạ, anh tới hả? Lấy đồ. Thôi đợi em xíu nha. Trời sao nắng dữ vậy trời. Dạ, em ra liền. Dạ, có trả tiền xe không anh? À, dạ hả? Ây da. Ây. Trời ơi. Alo, dạ, em tới liền. Ủa, chị tìm cái gì ngoài vậy? Ủa, Tâm Anh, em có thấy cái áo khoác của chị để đây không? Em đâu có thấy đâu, em vừa mới xuống mà. Đâu rồi ta? À, chị ơi. Hả? Có thể là Lam Chi giấu á. Lam Chi hả? Nắng quá. Ủa, hello hai đứa. Ủa chị, hả? Chị lấy cái áo của em hả? Ủa, cái áo này của em hả? Chị xin lỗi nha, tại hồi nãy trời nắng quá chạy ra lấy đồ á, cho nên chị mượn đỡ chị... Sao nó rách rồi? Sao rách rồi chị? Chắc là hồi nãy gấp quá nó mang vô cửa, nhưng mà sao rách nặng dữ giờ mang có chút. Sau này chị đừng có tùy tiện đụng vô đồ của người khác nha. Chị ơi, sao nãy chị lại nặng lời với chị My vậy? Tại chị My tự tiện đụng vô đồ của chị chứ gì nữa. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chị về nha Tâm Ý. Chào chị. Chào em. Em chỉ cho chị nha, chỉ mấy cái động tác mà sao mà chơi thiệt là giỏi luôn á. Để lần sau chị mà có chơi là chị phải chiến thắng Tâm Ý mới được. Vậy là chị gặp đúng thầy rồi đó, nhưng mà với điều kiện á là trò phải nghe lời thầy nha. Yên tâm, chị nghe lời lắm á. Dạ ok, chị chạy một chút.
bây giờ trước khi mình sử dụng máy, mình phải làm một vài động tác cơ bản trước. Tác cơ bản hả? Dạ. Khởi động kỹ chị. Bắt buộc phải khởi động hay không? Chứ để dập bẻ là chết luôn á. Rồi, bây giờ tập trung nha chị. Đó, nhìn thẳng vào đối thủ. Nhìn thẳng đối thủ. Rồi, dồn hết lực vào cánh tay. Ra đòn. Đóng thẳng vô chị. Trời ơi chị đừng có giỡn như vậy, không có được đâu. Chị đâu có giỡn đâu. Chị phải giọng thẳng đối phương luôn mà sử dụng hết lực vô. Rồi, này, 1, 2, 3, lên. Đậm vô. Hết lực nữa. Ôi, lại. Rồi, lấy đàn nữa. 1, 2, 3, lên. Chú. Ừ, đồng ý. Ơi ơi. Ủa, hai đứa qua đây làm chi vậy? Lâu quá không gặp luôn á. Dạ, tụi con đi mua đồ mà Tâm Anh nói là muốn ghé qua đây cho nên là tụi con ghé luôn. Ôi ơi, cưng quá. Chú ơi, con nhớ chú lắm á. Ừ. Hồi chú còn nhớ con dữ lắm luôn á. Tâm lại chị ơi, mạnh lên nữa. Hay quá, ủa chú, chị. Ê, có lại, chuyện gì lại. Con nói gì chú? Đứng lại, rồi, nhắm chuẩn vô. Vô. Diễm My kêu Kỳ Quang qua dạy lắm cái game quyền anh vậy á. Nữa. À. Đúng rồi đó. Ý, nguyên chuyện con. Dạ. Chú chỉ con. Ừ, chú cầm hai tay nè. Chú đứng lại, rồi, nhắm chuẩn vô. Vô. Hay quá chị ơi. Cố lên, cố lên, đúng rồi đó. Hay quá em ơi. Làm đâu cố nữa. Đúng rồi đó. Hay quá. Hay quá. Thắng rồi đó chị. Chị giỏi đi chứ. Ủa ai vậy? Tâm Ý hả? Ủa, em chào chị. Ủa, em tới nào vậy? Em mới tới. Chào chị. Chào em. Em không quên cái hẹn ngày mai hai đứa mình đấu game chứ. Ok chị, mai gặp ha. Không tiễn em. Đơn giản. Em chào anh Nguyên. Ủa? Nguyên ơi. Ừ? Nếu mà cậu không bận á, cậu chỉ tôi cái này nha. Chỉ gì vậy chị? Tiếng Anh hả? À, không phải tiếng Anh. Đó, nè chị, mình đấm như nè. Mình đấm làm sao cho cánh tay với cái nắm đấm mình thành một đường thẳng như vậy là đúng nè. Đấm. Vậy đúng không? Đâu. Không, phải thẳng lên miếng ngựa. Thẳng cái tay lên, thẳng nè. Đúng rồi đó, gần đúng rồi đó. Đấm. Đó. Ủa mà sao chị muốn học cái này vậy? Ý, tôi nhất định phải thắng một người. Hả? Ê, mà còn phòng thủ thì sao? Phòng thủ hả? Ừ. Ờ, mình... Mình bắt đầu được chưa? Bắt đầu. Sao đông quá vậy? Mọi người biết chị á, sau khi đấu. Ê, cô vũ cho chị á. Về tán hết đi, chị không muốn bị phân tâm. Rồi, hai người đã sẵn sàng chưa? Khoan, từ từ. Ê, mày làm cái gì vậy? Chị uống sữa đi. Trời, chuyên nghiệp quá. Bắt đầu được chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ trận đấu xin được phép. Chị nhớ nha, đánh liên tục. Đề nghị trọng tài không làm phân tâm và giữ sự công bằng cho thí sinh. Trận đấu xin phép bắt đầu. Trận đấu của người máy Tâm Ý, người giúp việc nhà và người máy Diễm My, cô giáo dạy kèm. Trận đấu bắt đầu. Cố lên Diễm My ơi. Bình tĩnh nghe nói, bình tĩnh nghe nói, bây giờ mình bình tĩnh lại. Mình đã chào đối thủ rồi, ra đòn quyết định. Nhắm vào thẳng vào mặt đó, đối phương là ra đòn liền nha chị. Bình tĩnh, cố lên chị ơi, chị làm được mà, chị biết làm được mà. Cố lên. Tập trung vô, bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Em có sợ chị đâu đó.
miếng sữa đi chị. Mày nè mày, mày bước cái đây sữa xuống. Chị nói trước đi. Em nói trước đi. Chị ơi, em thành thật xin lỗi chị. Hồi nãy em như là bị điên vậy đó. Thật ra trong chuyện này chị cũng có lỗi nữa. Tại chị đánh em trước. Không có đâu. Tại em nhỏ mà em cũng hổn với chị nữa. Lỗi là em mới đúng, em là người sai mới đúng. Không, chị cũng sai mà. Chị cũng xin lỗi Tâm Ý. Tâm Ý đừng có buồn chị nha. Em mới là người sai mà, chị không có lỗi đâu. Chị cho em xin lỗi chị nha. Chị cũng xin lỗi em. Thôi chị em mình đừng có vậy nữa. Em hứa từ nay em sẽ hết lòng đối xử tốt với chị. Đừng có khóc nữa hay chưa, chị tha lỗi cho em. Chị cũng đừng có khóc nữa nha. Hai chị em mình từ nay về sau phải yêu thương nhau hơn. Tâm Ý ơi. Chuyện gì nữa vậy? Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ là chắc hai người đó thân với nhau lại rồi á. Kiểu như thân nhau từ kiếp nào á.